Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Mai Vân, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 5 năm 2018. Mỹ hủy cuộc họp thượng đỉnh, Bắc Triều Tiên khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại. Công du nước Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn hợp tác với đồng nhiệm Putin trên các hồ sơ nóng. Ủy ban giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran không có Mỹ, họp tại Vienna. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Kim Jong-un được lợi khi thượng đỉnh với Donald Trump bị hủy bỏ? Kính thưa quý vị, Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn mở cánh cửa đối thoại cấp thượng đỉnh với Washington vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ bất ngờ loan báo đình chỉ hội nghị thượng đỉnh dự trù vào ngày 12 tháng 6 tới đây ở Singapore. Chính giới Hàn Quốc phân đồi, phe bảo thủ luôn luôn nghi ngờ Bình Nhưỡng âm mưu với Bắc Kinh để thoát cấm vận, thì tuyên bố ủng hộ quyết định gây sức ép của Donald Trump. Trong khi phe tả thì kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc vận động Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại. Đây cũng là phản ứng bối rối của Tổng thống Moon Jae-in. Thông tín viên Frédéric Ojardias từ Seoul phân tích. Le vice-ministre nord-coréen des affaires étrangères Kim Kae-gwan déclare ce matin Sáng que nay, South Phó Ngoại trưởng Korea Bắc Triều Tiên Kim Kae-gwan tuyên bố là Bình Nhưỡng luôn luôn sẵn sàng họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ vào bất cứ thời điểm nào và dưới mọi hình thức nào. Thực ra, trong cuộc chiến tranh tuyên truyền tô điểm hình ảnh, Bắc Triều Tiên đang thắng điểm. Ngày hôm qua, Bình Nhưỡng phá hủy một cơ sở thử nghiệm hạt nhân, mà đoạn phim video ghi lại sự kiện này được loan truyền qua các đài truyền hình trên khắp thế giới. Bắc Triều Tiên có thể tuyên bố là đã tôn trọng lời hứa và để cho Donald Trump tai tiếng, làm hỏng tiến trình đàm phán. Về phần Hàn Quốc, quyết định của Donald Trump đặt Seoul vào tình huống bất ngờ. Tổng thống Moon Jae-in nhìn nhận là rất bối rối và buồn. Ông kêu gọi đồng nhiệm Mỹ nên tiếp tục đối thoại với Bắc Triều Tiên. Cũng nên nhắc lại rằng, Tổng thống Hàn Quốc đã tận dụng mọi nỗ lực để tạo thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều, tìm một giải pháp thương lượng cho cuộc khủng hoảng hạt nhân, tránh chiến tranh quân sự. Quyết định của Tổng thống Donald Trump đã phá hủy các cố gắng của Tổng thống Moon Jae-in. Liên minh Mỹ-Hàn chắc sẽ gặp ít nhiều xáo động. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. Hoa Kỳ đã biện minh quyết định hủy bỏ thượng đỉnh Trump Kim như thế nào? Trong bức thư gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ nói là ông rất tức giận và vì thái độ thù hằn của Bình Nhưỡng, nhưng không cho biết cụ thể. Vài giờ sau đó, một viên chức của Nhà Trắng lý giải là do Bắc Triều Tiên hứa mà không giữ lời và khó liên lạc khi cần thiết. Từ Washington, thông tín viên An Kok P tường thuật. C'est ce qui s'appelle se faire poser un lapin lorsque Mike Pompeo avait Bình Nhưỡng bị chết là cho Mỹ leo cây. Khi gặp Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đồng ý với nhau là sẽ tổ chức một cuộc họp chủ bị để chuẩn bị cho thượng đỉnh. Đúng hẹn, tuần vừa qua, phái đoàn Mỹ đã đến Singapore nhưng chiều mãi không thấy ai đến. Phái đoàn Bắc Triều Tiên hoàn toàn bật vô âm tín, không biết sống chết ra sao, theo như cách phát biểu của một viên chức Nhà Trắng. Đó là chuyện thứ nhất. Một lời cam kết khác không được tôn trọng là vụ phá bỏ cơ sở thử nghiệm hạt nhân hôm thứ Năm. Bình Nhưỡng hứa là sẽ mời chuyên gia độc lập chứng kiến, nhưng cuối cùng chỉ phóng viên được tham dự. Chúng tôi không có phương tiện kiểm chứng và biết chính xác cơ sở này có thật sự được phá hủy hay không. Một viên chức Mỹ bình luận như thế và cho biết thêm, trong những tuần lễ vừa qua, Bắc Triều Tiên không trả lời bất cứ yêu cầu nào của Mỹ và mỗi khi họ phản ứng thì phản ứng với dạng đe dọa. Tổng thống Donald Trump đã viết và nhắc lại rằng ông vẫn sẵn sàng gặp Kim Jong-un nếu lãnh đạo Bắc Triều Tiên chấp nhận nguyên tắc giải trừ hạt nhân. Trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ duy trì áp lực tối đa với các biện pháp cấm vận lẫn đe dọa. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng mở chiến dịch quân sự nếu Bình Nhưỡng khiêu khích. Washington, RFI. Ngay khi được tin Tổng thống Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chiều hôm qua hai Tổng thống Nga và Pháp đã lập tức tỏ ý lấy làm tiếc về sự kiện này và kêu gọi Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại.
Nhân cuộc tiếp đồng nhiệm Pháp tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua đã lấy làm tiếc trước cú đánh làm ngưng trệ điều có thể gọi là bước đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo ông Putin, thì Nga đã mong đợi rất nhiều từ cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Nhưng ông cũng hy vọng là đối thoại hai bên có thể khởi động lại và được tiếp tục. Tổng thống Pháp có mặt tại Nga công nhận rằng ông không biết gì về quyết định của ông Trump, nhưng xác định rằng điều quan trọng là làm sao để tiến trình bước đầu thực hiện có thể tiếp tục. Phía Trung Quốc hôm nay thì qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng đã kêu gọi hai bên tỏ thiện chí và kiên nhẫn để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Báo giới Trung Quốc hôm nay cũng lấy làm tiếc về thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên bị hủy bỏ, xem đó là một cú giáng mạnh vào bước tiến đang có ở bán đảo Triều Tiên, và tình hình này được cho là khá có lợi cho Trung Quốc. Thông tin viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt phân tích. Ở Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo lấy làm tiếc là cuộc đối đầu tái diễn và quy trách nhiệm duy nhất cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Bình Nhưỡng đã chứng minh sự thành thật của mình khi thả ba con tin Mỹ rồi phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân. Tờ báo tỏ vẻ tin tưởng là Bắc Kinh từng lo ngại bị đẩy ra bên lề, bây giờ sẽ trám vào chỗ trống. Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên. Mối lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Bắc Kinh sẽ nhanh chóng lơi là việc trừng phạt Bình Nhưỡng có thể sẽ được chứng minh tại vùng biên giới phía Bắc Trung Quốc, nơi mà thương mại đang bị đình trệ nghiêm trọng do trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bầu không khí hòa hoãn vừa chớm nở và việc xích lại gần nhau ngoạn mục gần đây giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng với hai cuộc gặp liên tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã làm dấy lên hy vọng là Bắc Kinh sẽ lại để các đoàn xe chất đầy hàng hóa qua lại vùng biên giới. Heike Schmidt, Peking, RFI. Ngay sau khi Lầu Năm Góc loan báo quyết định không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2018 do Mỹ tổ chức 2 năm một lần, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm qua đã lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của Mỹ thiếu xây dựng, không giúp ích gì cho việc hợp tác và xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hai quân đội. Theo hãng tin Anh Reuters, trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tố cáo Hoa Kỳ là đã nhắm mắt trước thực tế và thổi phồng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông, dùng đó làm cái cớ để không mời Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, quyết định của Mỹ không mang tính xây dựng vì xin trích, ngăn cản giao lưu không hề có lợi cho việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp giữa quân đội hai bên. Lý do mà Lầu Năm Góc đưa ra để giải thích quyết định thôi không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC sẽ được Mỹ tổ chức trong 2 tháng 6 và 7 sắp tới là việc Bắc Kinh thúc đẩy quân sự hóa Biển Đông. Chương trình của Trung Quốc biến các rạn san hô trong tay họ ở Biển Đông thành các tiền đồn quân sự đã khiến cho Washington và các láng giềng của Bắc Kinh hết sức lo ngại. Luận điệu này một lần nữa được Bắc Kinh đưa ra để đả kích Mỹ khi cho rằng Trung Quốc quân sự hóa vùng biển mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua nhắc lại rằng họ có mọi quyền hạn trong việc xây dựng cơ sở phòng thủ trên lãnh thổ của mình và Hoa Kỳ không có quyền có những lời lẽ vô trách nhiệm về việc này. Trong bài xã luận trên trang web của mình vào hôm nay, Hoàn Cầu Thời báo đã lớn tiếng đe dọa Mỹ khi khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không đánh đổi lợi ích của mình ở Biển Đông để lấy quyền tham gia tập trận cùng với Mỹ. Cũng tại châu Á, theo hãng tin Pháp AFP, cảnh sát Malaysia vào hôm nay cho biết đã tịch thu được gần 30 triệu đô la tiền mặt khi khám xét dinh thự và những căn hộ sang trọng, tổng cộng 12 nơi có liên quan tới cựu thủ tướng Najib Razak. Bên cạnh đó thì cảnh sát cũng tịch thu được 400 túi xách tay, đồng hồ và nữ trang. Cảnh sát đã sử dụng 5 xe tải để chuyển đồ đạc tịch thu từ những nơi khám soát vào tuần qua và hôm nay đã thông báo rõ ràng về các tang vật tịch thu được.
Tiền mặt đếm được đến ngày hôm qua là 114 triệu ringgit, tương đương khoảng 28,6 triệu đô la, bao gồm 26 loại tiền khác nhau. Tiền được cất trong 35 cái bao ở một căn hộ và 37 bao khác chứa đựng đồng hồ nữ trang. Tổng cộng có 284 hộp đựng túi xách tay đắt tiền, nhất là của hàng hiệu Hermès. Để định giá cụ thể, các túi này đã được chụp hình gửi qua Paris để được định giá chính xác. Đảng UMNO của cựu thủ tướng Najib Razak lên tiếng muốn thu hồi số tiền tịch thu với lời giải thích rằng đây là tiền quỹ của đảng mà cựu thủ tướng đã có ý chuyển lại cho đảng. Việc tài trợ lập quỹ cho đảng theo UMNO là điều được luật pháp cho phép. Từng chính phủ vào hôm nay, qua lời Bộ trưởng Tài chính Lim Quang An, đã bảo đảm là sẽ trả nợ của quỹ đầu tư OneMDB. Ông An nhắc lại là cuối năm 2017, chính phủ trước của Malaysia đã đứng ra bảo đảm khoản nợ 38 tỷ ringgit, khoảng 9,54 tỷ đô la của OneMDB. Theo Bộ trưởng Anh, thì việc cam kết trả nợ sẽ trấn an các thị trường là chính phủ này biết phải làm gì. Một năm sau cuộc gặp ở Versailles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp lại nhau vào hôm qua tại Saint Petersburg và trao đổi trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Hai bên muốn cho thấy quyết tâm làm việc với nhau trên các hồ sơ nóng, đặc biệt là hạt nhân Iran. Tổng thống Pháp khẳng định là mặc dù có nhiều điểm không hiểu nhau chồng chất, nhưng ông muốn cùng tiến bước với Tổng thống Nga trên 3 hồ sơ hạt nhân Iran, Syria và Ukraine. Tổng thống Putin thì nhắc lại là Pháp là đối tác truyền thống của Nga và Nga gắn bó với mối quan hệ này, duy trì đối thoại chính trị sâu sắc. Theo ông Putin, cuộc trao đổi hai bên rất cởi mở và bổ ích. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Valery Gass đã tường thuật về cuộc gặp hôm qua như sau. Amadoué Vladimir Putin, ça commence par prendre ses distances avec Donald Trump. Nhiều thời gian đã trôi qua kể từ cuộc gặp đầu tiên, Emmanuel Macron và Vladimir Putin đã biết nhau hơn và cũng đã nêu lên khi nói đến các cú điện thoại gọi cho nhau để bàn về các vấn đề lớn của thế giới trong năm qua. Mỗi người theo phong cách của mình, Putin thẳng thắn, không vòng vo, còn Macron thì vẫn duy ý chí và họ lúc thân mật, lúc lại giữ khoảng cách. Gọi nhau Vladimir thân mến, bên kia thì Emmanuel. Không tràn trề tình cảm, nhưng cũng cho thấy một sự gần gũi nào đó và đã nói chuyện riêng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi ăn tối cùng với ekip của họ trong thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Cuộc gặp này đã không giúp các hồ sơ lớn trên bàn thương lượng tiến triển ngay và cụ thể, nhưng cũng cho phép ông Macron cho thấy là đối thoại với Vladimir Putin đã thực sự được mở ra. Nhất là trên vấn đề hạt nhân Iran, hai tổng thống Pháp và Nga nêu bật ý muốn duy trì thỏa thuận 2015, nhưng vẫn thảo luận để bổ sung. Ông Macron đã bảo vệ quan điểm bổ sung này từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua, và giờ đây ông lại được sự hậu thuẫn rõ ràng của Putin. Valéry Gass, Saint-Pétersbourg, RFI. Còn về vụ gọi là MH17, đúng như chờ đợi, một hôm sau khi kết quả điều tra về vụ phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên không phận Ukraine vào năm 2014 được công bố, chính phủ Hà Lan ngày hôm nay cho biết là Hà Lan và Úc cho rằng nước Nga phải chịu trách nhiệm về thảm họa đó. Kết quả điều tra đã chỉ rõ là chuyến bay MH17 bị trúng tên lửa của quân đội Nga. Trong một tuyên bố, chính phủ Hà Lan xác định rằng Hà Lan và Úc cho là Nga phải chịu trách nhiệm vì đã can dự vào vụ phá hủy chiếc máy bay. Hà Lan và Úc là hai nước có nhiều công dân nhất trong số 298 người bị thiệt mạng trong vụ máy bay bị bắn hạ. Còn tại liên quan tới hồ sơ Iran, trong nỗ lực duy trì hiệp định hạt nhân Iran, một cuộc họp gồm Liên hiệp châu Âu, Nga, Trung Quốc và Iran, những quốc gia ký kết thỏa thuận vào năm 2015, đã diễn ra tại trụ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, theo yêu cầu của Tehran. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Giám sát Quốc tế kể từ khi hiệp định hạt nhân có hiệu lực nhưng thiếu thành viên Hoa Kỳ. Còn tại Pháp, từ tháng 12 năm ngoái, hai nhân viên mật vụ đã bị tống giam vì bị nghi ngờ hoạt động cho tình báo Trung Quốc. Chính phủ Pháp đã nhìn nhận sự việc này rất nghiêm trọng nhưng không nói rõ quy mô thiệt hại đến mức độ nào.
Vụ nội gián đã được các nguồn tin tư pháp và chính phủ tiết lộ vào ngày hôm qua, xác nhận một phần thông tin đầu tiên của báo chí Pháp. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CNews sáng nay, Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp Florence Parly cho biết hai nhân vật thuộc bộ của bộ có thể là một và một trong hai người bạn đời của hai nhân viên này đã bị cáo buộc hành vi phản bội, cung cấp thông tin cho một cường quốc. Đài truyền hình TMC và nhật báo Le Monde cho biết trước có 4 người Pháp bị tình báo Trung Quốc tuyển dụng. Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp cho rằng vụ án này đang nằm trong tay của tư pháp, còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói là không hay biết gì cả. Sau đây là phần những tin khác. Tai tiếng đại tham ô chấn động đảng cầm quyền Tây Ban Nha. Trong suốt 40 năm chế độ dân chủ, chưa bao giờ một vụ tham ô bị lên án mạnh mẽ như vụ Gürtel, một mạng lưới móc ngoặc giữa đảng nhân dân và giới doanh nghiệp Tây Ban Nha. Tổng cộng 27 trên tổng số 37 can phạm lãnh án đến 351 năm tù. Tại Quốc hội, đối lập Tây Ban Nha trình kiến nghị bất tín nhiệm trong khi đồng minh của đảng bảo thủ đe dọa bỏ rơi thủ tướng. Còn tại Syria, thủ lĩnh người Pháp của một nhóm Daesh đã bị bắt. Phe bắt là lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn. Liên quân quốc tế tại Syria phủ nhận tấn công vào vị trí của quân đội chính phủ. Vụ không kích diễn ra vào ngày hôm qua tại Deir ez-Zor. Quân đội Mỹ phủ nhận nguồn tin của chính quyền Syria và tổ chức nhân quyền OSDH. Theo đó, liên quân quốc tế đã tiến hành tấn công. Ngày hôm trước, hàng trăm chiến binh Daesh phản công đánh vào căn cứ dầu khí T3 trong tỉnh Palmyra, giết chết 26 binh sĩ Syria và nhiều binh lính Nga. Còn Ireland hôm nay lại tổ chức trưng cầu dân ý về bộ luật phá thai. Theo thăm dò, cuộc trưng cầu dân ý hôm nay có thể sẽ thiên về hướng đồng ý và bỏ luật cấm phá thai. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Kim Jong-un được lợi khi thượng đỉnh với Donald Trump bị hủy bỏ? Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã loan báo việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dự trù mở ra ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Phía Mỹ đã rầm rộ quảng bá cho quyết định này, quy toàn bộ trách nhiệm về đổ vỡ cho phía Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, theo nhiều nhà quan sát, khi đơn phương phá vỡ hội nghị trước lúc diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô tình giúp đối thủ của mình đạt được những mục tiêu mong muốn là vừa giữ được kho vũ khí hạt nhân, vừa nâng cao được uy tín trên trường quốc tế, vốn rất tồi tệ trong thời gian qua. Theo các nhà quan sát, khả năng hội nghị thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un không diễn ra đã được gợi lên từ nhiều ngày qua, và quyết định hủy bỏ của ông Trump không phải là một cái gì nằm ngoài dự đoán. Sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhắc đến mô hình Libya cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, mọi người chờ đợi là Bình Nhưỡng sẽ có phản ứng, và tình hình đã diễn biến đúng như vậy. Sau khi ông Trump lên tiếng trấn an, vấn đề như tạm lắng, cho đến khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, nhân vật số 2 của Hoa Kỳ, nhắc lại khả năng ông Kim Jong-un sẽ có số phận như lãnh đạo Libya Gaddafi. Tuyên bố này đã bị đánh giá là rất khiêu khích, và ông Pence đã bị Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đánh giá là ngu xuẩn. Chỉ ít lâu sau đánh giá đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh. Đối với giới phân tích, khi đề nghị hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc rồi Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thực hiện cả một chiến dịch truyền thông nhằm tạo cho mình một uy tín nào đó trên trường quốc tế, trong lúc vẫn không lùi bước trên vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong thời gian qua, trước những lời lẽ phải nói là rất cứng rắn từ phía Hoa Kỳ, với những đòi hỏi gay gắt, thậm chí những lời đe dọa đến từ các ông Bolton hay Pence, bản thân lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn duy trì những phản ứng tương đối từ tốn, và nhất là vẫn nhắc đi nhắc lại quyết tâm giải trừ hạt nhân, nhưng không hề đi sâu vào chi tiết. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn tiếp tục xúc tiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân mà tất cả giới chuyên gia đều cho là không còn sử dụng được nữa. Đồng thời,
Bắc Triều Tiên cũng sẵn sàng trả tự do cho ba người Mỹ gốc Hàn bị họ giam giữ. Thái độ hòa dịu tương đối của Bình Nhưỡng với những cử chỉ thiện chí hình thức nhưng mang tính nhất quán như đã thành công trong việc nêu bật thái độ quá cứng rắn, đôi khi bị cho là kẻ cả từ phía Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh không thành là điều mà nhiều người dự đoán, nhưng điểm bất ngờ chính là ông Trump là người tuyên bố hủy bỏ, chứ không phải là Kim Jong-un. Trả lời phỏng vấn của báo Pháp, chuyên gia Van Jackson thuộc Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, ghi nhận là khi lao vào chiến dịch gọi là giải trừ hạt nhân, một trong những mục tiêu mà ông Kim Jong-un đề ra là, xin trích, nâng cao vị thế của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế trong tư cách một cường quốc hạt nhân. Trên bình diện này, chuyên gia Van Jackson cho là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thành công. Trong một chừng mực nào đó, với việc Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh, trước mắt Bắc Triều Tiên sẽ không còn phải trả lời ai về kho vũ khí hạt nhân của họ nữa. Bên cạnh đó, với quyết định phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân không còn sử dụng được, Bắc Triều Tiên lại được tiếng là tôn trọng cam kết. Sau cùng, khi để cho ông Trump tuyên bố hủy hội nghị trước, Bắc Triều Tiên đã nêu bật thái độ được coi là tiền hậu bất nhất của phía Hoa Kỳ.